Ít rồi đấy bạn. Đấy bà làm cho ai đây? Đây. Cháu á? Cho anh ít bún. Bún lòng. Nhá. Bắt cầm cho không biết chỗ cầm đây. Bún nóng. Ơi, bắt bún lòng của mình đây, nóng hổi vừa thổi vừa nhai vừa nuốt. Nhai xong mới được nuốt nhá. Úi cha. Ngon quá. Các bác nhá, đây này. Tuyệt vời luôn. Quá là ngon. Tô này 15.000 nhé. Ăn no đến tầm 3 rưỡi chiều. Ăn xong cái này ông sang kia mua bánh cuốn, ăn bánh cuốn nữa. Mọi người ăn bún nha. Bún lòng quê hương 15k. Trong này có dồi, ruột non. Rồi đây. Và tí rau thơm là trồng. Bao nhiêu là lòng, ruột non rồi rồi sụn, ăn thoải mái luôn, 15.000 thôi. Xanh, ớt, các thứ đầy đủ. Đây. Các bác về quê em ăn bún lòng nhé, vừa rẻ vừa ngon. Sau đây là chương trình ăn tiết canh nhé các bác ơi, cho ít tiêu vào đây. Tiêu này. Đấy. Và miếng chanh vào, đầy đủ. Lạc, gan, tiêu, chanh, không thiếu thứ gì. Và bây giờ là chương trình nhai và nuốt. Đây. Quá ngon. Cái canh này là đông nhá, không đông không lấy tiền. Đấy. Múc một miếng cái canh này 1/3 bát luôn. Mời các bác ăn sáng nhá. Quá ngon luôn. Cuộn giòn quá. Thì canh thánh quá chuẩn luôn. Lạc bùi thơm, gan mềm thơm luôn. Tiêu thơm, chanh chua chua, sụn giòn. Cái này là ai bị ho hắng hoặc nóng trong người ăn cái này mát. Tuyệt vời. Nghỉ lâu rồi ạ. Đấy cho mình 20. Ngon chưa? Ông chờ cháu tí. Dạ vâng. Mông cho tí ra ăn nhá. Cho 21.000 được. Trêu. Ôi. Ngon chưa? Không phải quay.
Nhìn nó ngon quá. Này quay cho ai không được ở nhà ăn cho nó thèm. Nó thèm mà quay đi. Nó thèm mà tao. Nó thèm. Mà này bà có cần quay đâu, bà ấy bán có hết việc thôi. Ông à. Quán ăn không cho gái nghe ăn nhân làm nào. Cho cháu 4.000. Trời. Mày xanh chúng cô. Này. Mùa 40.000. Chắc phải 5-6 người. Chết rồi, chưa lấy 40.000 là gần đường cân đấy nàng nhỉ? Hơn cân chứ. Hơn cân à? Này, giả lại này. Giờ đi chợ Thượng đi. Bà có biết chợ Thượng không? Chợ Thượng ở bên Thế Thụy. Mưa này. À đâu cháu dai ăn hai cháu nào. Ôi trời lắm tiền lẻ đấy. Tiền lẻ chỉ có nhận ấy đi chợ. Này Trung ơi ăn đây này. Không để đấy bạn ơi. Mình ăn này nè. Bé thành kho không? Cắt cho bác kia chưa đi. Cắt cho đây cơ mà. Giấy cho nó ra nó bé hàng đi. Mỗi người cái ăn đi xong rồi đến lượt. Thôi mày quay ít ít đi thôi nào. Không cháu có quay cô đâu. Ít ít đi thôi. Không nhưng mà cô Liễu yên tâm là cháu không quay cô. Đừng quay tớ lên nhá, tớ là... Gồm gì bà bịt khẩu trang kín gì thì ai mà biết bà là ai được. Cái đi. Hôm nay mấy hôm nay mới lên chợ ở lâu lắm nay. Tớ à, mua bánh cuốn ăn tại đây luôn. Em đập chấm này. Chào xin ạ. Ôi, không cắt cho cháu cho ăn. Mày lấy cái đũa mày sẵn ra mà ăn mềm nè. Tay cháu cầm cái điện thoại. Ngon chưa? Úi chà ơi. Nói chung là vừa rẻ vừa ngon. Dìm xuống nước mắm này. Cho vào mồm xong là nhai. Thiếu chả. Nhai xong là nuốt. Nhưng mà thiếu chả. Chả nó hao tiền lắm. Ô, cô ăn chung. Nữa mà phải chả. Bánh cuốn buổi sáng bốc khói. Ừ. Ngon lắm. Vâng, vâng, được rồi, chị cái đó một cái. Quá ngon. Ăn một hai cái để bụng ra ăn bắt bún nữa. Lâu lâu rồi chắc ở đâu mới về nên quay. Mới bên Campuchia này. Bên cô uống chứ đâu. Ở Campuchia quay là người ta. Thế nhiều người bảo ở quán này ăn rồi. Nói chung là không có trả thôi nhưng cũng tạm. Ở quê vậy là tạm được. Ở thành phố cứ bảo ăn suốt 3-40 nghìn nó chả ngon. Đây là 10 nghìn no ạc cả gì đấy. Nó bảo về ác riêng hết rồi. Giờ có trả có chiếc vào xem nó ngon không. Nó bảo là quán này ăn rồi á. Đây người bảo ăn rồi. Bánh vừa trả là 40 nghìn với 30 nghìn. Người ăn tại trận luôn các sếp ạ. Ừ, ngon quá. Nước mắm này vừa không mặn. Bắt đầu đấy. Cái làng thực ra bắt đầu nó ào ào ào. Mình ăn hai cái. Mỗi người ở quê chỉ ăn 10.000 là no đến tầm 2 giờ chiều. No đến là chiều. Đấy. 10.000 thôi, no rồi. Anh cuốn nhìn vậy thôi nhá, ăn được đi. Ừ. Thôi, nhà quê thì vậy thôi. Vậy. Với lại cả toàn nông dân thì lấy đâu ra ăn nhiều. Dễ nhớ. Chỗ này chắc phải đến 4-5 con vịt nấu rượu mận này.
con rưỡi lại quay. Lại phi mua phần ghế, bộ phần ghế năm mấy triệu. Tôi là con rưỡi thuần bảo tháng ngày đi. Mua đây cho mát đi. Con rưỡi ngỗng. Mua đây cho mát đi. Hai con ngỗng. Hai con ngỗng làm được mận ngỗng cái vịt cơ. Hai con ngỗng. Hai con ngỗng. Hai con ngỗng là đầu núi chân là để đấu chiến tranh. Nhạy nhỉ. Tâm phong mấy à? Đi nấu lòng. Rồi bà Thu lấy cho cháu cái to. Ngon hơn hôm nọ. Chưa cắt tiết thì cứ bỏ tôi đi mua mắm trong cái đông. Giờ cứ cho. Ê, lửa rất to quá. Đây là nồi thịt chó luộc với cả thịt chó với lại dồi chó đang sôi. Hấp dẫn chưa? Ngon nhỉ. Rồi nhỉ. Đây là miếng kéo lên để chúng nổ. Có tiết canh không anh? Có đấy. Có đi. Chúng bỏ ngay đây. Em bảo là lấy sụn riêng để lấy tiết canh, còn thịt thì cắt loạn gọi là ba chỉ ngon, gọi là cả nạc cả mỡ ăn ngon chứ. Đâu rồi nhỉ? Qua cho ăn cái mỗi tô. Còn cái đéo mà ăn một chấm mỗi tô. Ăn mỗi tô. Bốn anh em tôi có một tô, mình ông tô. Quá nhiều tiền. Tâm sức rồi đấy, cũng cố gắng ăn hết nhỉ, về thừa. Hết à? Mà cháu cũng no lắm rồi chứ. Khoảng à, tiếng là chín. Lâu phết rồi, nhưng mà kẹo thì để biết một chút. Ê, tuần sau ông lại dỗ bà ngoại. Cái nước này tí cho vào thịt ninh.
chuối đây. Đổ cái này đâu. Đây lấy xong à? Chặt như băm bẹo. Còn đang còn nhiều nước khó chặt nhưng nó giống quanh nó khô. Đúng rồi. Rồi có hơi quá vậy nhưng cái nước rất là ngon. Nước ngọt. Thẳng là ấy ngay, thẳng là dính đòn ngay. Đáng phải ngọt chưa? Ô bà Cúc này đi đâu không thấy nhỉ? Ô chán nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Chưa xong Khanh đây. Chia đôi ra, ông Khanh về cơ. Ở đây. À ông Khanh lần này có đi đâu? Lần này nhà rồi. Không, ông vẫn đi nhưng mà ông mới về. Chắc lần này chia đôi. Em ở đầu sông, anh thì giữa sông. Bảy đĩa. Cắm cò, cho ăn cắm cò. Nấu nhiều mặn luôn được cơ. À đâu, cái đấy là cổ cánh. Chuối. Vậy khoảng 9 rưỡi là xong đấy. 10 giờ sáng. Mấy giờ? 8 giờ 20. Đến tí nữa là đến 10 giờ là mới xong đấy, đừng tưởng xu dọn các thứ nhỉ. Đấy. Chị Hằng xúc chuẩn đấy. Quá chuẩn. Chuẩn nhung luôn đấy. Không nào. Sao à? Đấy, băm bèo đấy.
cánh để nấu chuối, cổ cánh ngỗng nấu chuối. Cổ cánh nấu chuối. Linh nay không về được nhỉ? Có, đang về đấy. À. Đâu đâu cái mâm. Đây đây. Đủ 4 mâm. Đây đây. Mâm dưới này đây. Anh cứ để xuống đất trong tí nó đủ rồi cho lên. Đủ lên. Năm cái đùi gà luôn. Sao lại có 5 cái chứ nhỉ? Phải 6 cái chứ nhỉ? À, biếu một cái. Đẩy quá quạc luôn. Đợi để xếp hết cái này lên đó chị Hằng ơi. Kinh khủng, bằng đĩa này nhỉ? Này nếu mà một cái này nếu xếp bằng đĩa các kiểu ngang dần dọc mới thành được miếng chứ không đó đi, nó lấy yên miếng riêng miếng là cái chú ba này mới cho quả là vậy. Gà to thì gà này nó gọi là gà gì hả cháu? Xe cháu gà ta. Gì gà ta 4 cân đúng không ấy? Ôi, gà thịt gà to chứ cháu. 5 cân 4 cân rưỡi có. Gà này chắc gà lai chân lùn ấy chứ. Gì gà lai. Gà ta tưởng chỉ có tầm 2 cân đổ lại. Đây là tôi tí nó cho vào nước chấm được chị ạ. Nồi thịt chó được trông đợi nhất hôm, nhất hôm nay. Úi giời, đổ đứt rồi. Đóng gạch á. Ngon chưa? Thịt chó đấy. Thịt chó luộc. Thịt chó ngon đấy ông bạn ạ. Anh Truyền nó đóng nhiều gạch hết nhỉ.
Riêng nhà em anh Truyền đã gọi là gì, mấy lò, hai lò rồi. Đứng chỉ đạo nghệ thuật đấy. Nhiều thịt phết đấy, lắm thịt lắm. 4 cân này. 5 cân à? Thì em dặn nó 4 cân mà. Ở Thanh Tân chị ạ. Vẫn cái chỗ mình vẫn lấy. Ê rồi. Hết rồi. Gì đây? Ở đây vẫn còn cái băm nữa này anh Tâm ơi. Giờ mẹ mặn hết bát. Đâu cứ lên đổ tố lên đúng vậy. Không có. Nồi thịt cho nóng, rồi cho nóng bốc khói. Con về thì hôm kia, đâu cái miếng nguội không được. Ở dưới. Đây. Đây. Về tối kia rồi, đang cắt cơn củ tố. Đây, có mấy củ. Mấy củ này. Làm về, để dắm bơm không ạ? Đây, các củ tố. Nó không bia bia ấy. Thì anh cho thử miếng gọi là đầu vú này. Thử ăn thử nhé. Mình ăn thì bình thường, nhưng mà mấy ông già phải ăn hơi dài thì. Không dài. Không dài. Giờ thì tròn. Nhai vẫn ra giòn. Vâng. Nhìn nữa kinh này. Con biết nữa, chính nhiên nó có con không? À đây rồi. Chấp được cái chuyện với nhau. Tí nữa Thuần làm bát. Tam làm bát 2. Cháu cho bằng bát 3, mà ông Oai đuổi. Ướp đi. Ướp rồi, ướp lâu rồi. Vừa. Rồi chó nóng. Cái đấy cho ngon rồi. Đây này. Rồi chó nóng này. Ông bằng nay sái rồi phải nói là quáng táng. Luộc hết rồi đấy. Vậy. Hứa đi vậy. Cái gì nhiều? Tí nó sái biết nó nhiều tay mình cười. Ừ, rồi ngon quá. Luộc nó hao đi rồi. Ngon cũng phải đĩa phải 5 lạng. 5 lạng ở đây 5 cân. Cân nó có thừa không? Thừa không ạ? Thoải mái. Có bốc thoải mái. Không, thoải mái, không ngon đâu. Rồi thì Hùng nó về nó ăn bữa nha, thoải mái. Thằng nó nghiện thịt chó. Thằng béo béo ấy. Béo thì quên đi. Thoải mái, anh ấy chú mua thứ đi. Ôi vậy ăn lên này. À giờ này chết. Cả bạn. Đây còn đĩa đây. Đông bằng thì chuyển đây cho tất cả.
hơi chín, không 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 dài đâu. Đồ đã xái xong rồi. Bằng đội trưởng đội cực nhanh. Không ăn vã nhanh. Quá là hấp dẫn tiết canh. Chứ. Hay là em bảo chị cứ để xong xuôi rồi chị trộn lên chị bốc. Mấy miếng. Hết rồi. Úi giời này. À đây rồi, nhà bác cả rồi. Đây này. Miếng ba chỉ đây này. Úi giời. Đây là miếng thịt chó ba chỉ nhá. Đại gia đình. Ngọt. Chất lượng nhỉ. Quá ngon, chỉ là tháng này thế thử như này giòn được không, được không, như này thì lại không ngon. Nó phải lẫn cái mỡ. Xài nhanh. Thoải mái mà. Cứ mỏng nó chốc lên đi đỡ dai. Mỏng thì nó ngon. Không, không dai đâu anh Tâm. Nhẹ, không dai. Này mà giấy á. Nói là mỏng. Vừa. Ý anh Tâm là nó nóng thì nó vậy. Khóa xe đi. Nguyên anh Lâm không về à? Lâm đang trông rừng. Chết đông mất hết. Đông vậy dở. Dở quá nhỉ. Đâu rồi, chính đâu rồi? Đi xe này không bằng. Chuối phải có tí ớt mà nó mới ngon. Ừ, phải có ớt mà, chuối nó một hai quả ớt mà nó hơi nó râm râm tí. Hoa giấy. Hoa giấy. Cái này ngon, cái này nó chỉ không dai, ngon. Ngon cái nãy. Chị cho lên cho em ấy. Hơi. Cái kia kìa. Cứ em tra hết rồi giờ mỗi việc đảo thôi mới xảo. Bàn lười. Qua. Bác Tài cứ ngồi vào trong đi cho nó đủ mâm. Này phải thuần chứ. Vâng, về vào luôn. Ôi giời ơi. Trang Cường nó đi đâu chả thấy ai, mỗi bà Sáu ngồi rót bia. Thế vừa chở xuống đây xong đi. Đáng quá, mọi người ạ.